con này là canh tông lời 400 nha nè, ba đường tiếng này, tiếng này bát 16. Con này 4-8 ôm chờ được nha. Sản xuất tại Đức luôn ạ. Mấy cái in này. Cao cỡ 40 nha. Sâu với rộng là 20. Bóc xeo. Nó cặp này thấy còn đẹp nè nè. Lưới nó bằng sắt nha. Rồi anh em nào chơi thì nhắn nha. Cặp này là 4 triệu nha anh em. Còn đẹp lắm nha. Cặp này cũng 4 triệu luôn. Cặp này nãy test rồi. Bô 301 seri. Seri 5 nha. 301 seri 5.